Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 5 tháng 12 năm 2021 về việc hàng không Việt Nam gấp rút ngăn biến chủng Omicron xâm nhập. Chỉ thị do ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ký yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không thực hiện nghiêm việc xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. Trường hợp phát hiện nhân viên bị nhiễm virus SARS-CoV-2, các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không phải báo cáo cơ quan y tế, chính quyền địa phương để kịp thời xử lý. Các nhân viên tiếp xúc gần F1 phải được xét nghiệm bằng phương pháp PCR và khai báo y tế đầy đủ theo quy định. Các hãng hàng không tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ hành khách đến, đi qua các quốc gia tại châu Phi hoặc các quốc gia có biến chủng Omicron nhập cảnh vào Việt Nam để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể này. Cảng vụ hàng không có trách nhiệm báo cáo các trường hợp hành khách đến, đi qua các quốc gia tại châu Phi hoặc các quốc gia có biến chủng Omicron nhập cảnh vào Việt Nam để Cục Hàng không báo cáo Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải xin ý kiến chỉ đạo đối với các đối tượng hành khách này. Trước đó, Cục Hàng không đề nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng cho phép không thực hiện các chuyến bay, bao gồm cả chuyến bay cứu trợ từ 10 quốc gia châu Phi: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi, Zimbabwe, Malawi, Angola và Zambia đến Việt Nam cấm nhập cảnh. Đố, lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế. Mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.